Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 2, sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập trang 77. Em làm được những gì? Rồi trước hết là bài tập số 1. Các em nối hình ảnh phù hợp với số. Trước hết là hình ảnh A. Ở đây các em hiểu mỗi tấm gồm 100 khối lập phương nhỏ, thể hiện là 100 đơn vị. Mỗi thanh gồm 10 khối lập phương nhỏ, thể hiện là một trục. Mỗi khối lập phương nhỏ thể hiện là một đơn vị. Trước hết là hình A, chúng ta có một tấm là 100. 1, 2, 3, 4. 4 thanh thể hiện là 4 trục. Và không có khối lập phương lẻ nào, tức là không đơn vị. Như vậy, các em sẽ nối hình A này với số 140. Rồi, bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 1 nhé. Tiếp theo em sang hình B. Hình B chúng ta có một tấm, tức là 100. Không có thanh nào, tức là không trục. 1, 2, 3, 4. 4 khối lập phương nhỏ, ta có 4 đơn vị. Vậy các em nối hình B này với số 104. Rồi hình C, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 4 tấm tức là 400, 1 thanh tức là 1 trục và không có khối lập phương nhỏ lẻ nào. Như vậy là chúng ta có 0 đơn vị. Như vậy các em nối hình C này với số 410. 410, được chưa? Rồi tiếp theo. Các em sang bài tập số 2, viết số thành tổng các trăm chục đơn vị. Câu A. 140. Số này gồm 100. 4 chục các em cộng với 40. Không đơn vị. Rồi các em nhớ không đơn vị thì các em không cần phải cộng nha. Không trục hay là không đơn vị thì các em không cần phải cộng. Được chưa? Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập nha. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. 104. Số này gồm 100. Không trục. Không trục thì các em không cần phải cộng. Và 4 đơn vị. Các em cộng với 4. Câu C. 410. Số này gồm 400. 1 trục. 1 trục các em cộng với 10. Không đơn vị. Không đơn vị thì các em không cần phải cộng. D. 41. Số này gồm 4 trục. 1 đơn vị. 4 trục tức là 40. 1 đơn vị các em cộng với 1. Được chưa? Tiếp theo, các em sang bài tập số 3. Viết các số từ 796 đến 805. Bắt đầu từ 796 đến 797, 798, 799, 800, 801, 802,
803, 804, rồi đến 805, được chưa? Tiếp theo, các em sang bài tập số 4, viết cách đọc số. Viết số 815. Số này các em đọc là 815. Rồi ở đây các em lưu ý, khi số đơn vị là 5, nếu số chục là 0 thì các em đọc 5 là n thấp. Còn nếu số chục không phải là 0 thì các em đọc 5 là n cao. Như trường hợp này các em đọc 5 là n cao. Viết số 601, các em đọc là 601. Khi số đơn vị là 1, nếu số chục là 0 hoặc số chục là 1 thì các em đọc là 1. Còn nếu số chục từ 2 trở lên thì các em sẽ đọc chỗ này là 1 nha. Được chưa? Cụ thể ở đây số chục là 0 thì các em đọc là 1. 601 hay là 611. Số chục là 2 trở lên thì các em đọc là 621, 631. Được chưa? Viết số là 94, các em đọc là 90, 94 hoặc là 94. Viết số là 721, các em đọc là 721. Rồi số chục là 2 thì chỗ này các em đọc là 1. 721. Bài tập số 5, các em điền số thích hợp dưới mỗi vạch của tia số. 396 đến 397, tức là các em cộng thêm 1 thì chúng ta sẽ được số liền sau nó. 397 cộng 1 bằng 398. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 5 nha. Rồi tương tự, chúng ta có 398 cộng thêm 1 là 399. 400, 401, 402, 403, 404. Tiếp theo em sang bài tập số 6. Các em điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng, tức là các em thực hiện phép so sánh hai số. 625 so sánh với 609. Hai số này đều là những số có 3 chữ số. Vậy các em so sánh số trăm trước. Nếu số trăm bằng nhau, các em so sánh tiếp số chục. Số chục mà bằng nhau thì các em so sánh tiếp số đơn vị. Số đơn vị mà bằng nhau nữa thì là hai số đó bằng nhau. Ta có số trăm là 6 bằng 6. Vậy các em so sánh tiếp số chục. Số chục ta thấy 2 lớn hơn 0. Vậy chỗ này các em điền dấu lớn hơn. Được chưa? Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 6 nha. Tiếp theo là 598 so sánh với 712. Các em so sánh số trăm trước này. 5 bé hơn 7. Vậy các em điền dấu bé hơn. 816, 810. Số trăm bằng nhau này. Thấy chưa? Số chục cũng bằng nhau này. Vậy là các em phải so sánh tiếp đến số đơn vị thôi. Số đơn vị là 6 lớn hơn 0. Như vậy các em điền dấu lớn hơn. Rồi sang bên này.
Sang bên này muốn so sánh được thì các em phải thực hiện các phép tính. Các em thực hiện các phép tính trước, sau đó là chúng ta so sánh. Ví dụ ở đây 100 cộng 60 cộng với 3 thì ta được số gồm 160 3 đơn vị. Như vậy là 163, bên này cũng là 163. Các em điền dấu bằng. Rồi tiếp theo ở chỗ này thì các em tính 10 cộng 60 cộng với 3 trước. 10 cộng với 60 bằng 70. Ta có 70 cộng với 3 thì được số gồm 70 3 đơn vị. 163, số 163. Các em so sánh với 73. Chỗ này kết quả bằng 73. Thì số 163 nó có nhiều chữ số hơn. Nhiều chữ số hơn thì nó sẽ lớn hơn. Vậy ở đây các em điền dấu lớn hơn. Được chưa? Rồi cuối cùng là 300 cộng 60 cộng với 1. Ta được số gồm 360 1 đơn vị. Được chưa? 163 so sánh với 361. Ta thấy số 100 là 1 bé hơn 3. 1 bé hơn 3 cho nên các em điền dấu bé hơn. Vậy chỗ này các em điền dấu bé hơn này. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 7. Tô màu. Con vật có số lớn nhất, các em tô màu đỏ. Con vật có số bé nhất, các em tô màu xanh. Hai con còn lại thì con nào có số lớn hơn, tô màu vàng. Con cuối cùng các em tô màu hồng. Được chưa? Như vậy là trước hết là các em phải so sánh được các số viết trên mỗi con cá này. 529, 625, 526, 630. Rồi trước hết là các em so sánh số trăm trước này. 5, 6, 5, 6. Hai số có số trăm là 5 sẽ bé hơn hai số có số trăm là 6. Được chưa? Hai số có số trăm là 5, ta thấy số chục bằng nhau. Số đơn vị là 6 bé hơn 9. Được chưa? 6 bé hơn 9 thì các em điền dấu bé hơn. Hai số có số trăm là 6. Ta thấy số chục là 2 bé hơn 3. Vậy các em điền dấu bé hơn. Được chưa? Như vậy 630 là số lớn nhất. 630 là số lớn nhất. Các em tô màu đỏ. 526 là số bé nhất. Số bé nhất các em tô màu xanh. 526. Hai con còn lại, con nào có số lớn hơn tô màu vàng. Hai con còn lại là 529 bé hơn 625. 625 lớn hơn tô màu vàng. Con cuối cùng là tô màu hồng. Được chưa? 625 tô màu vàng. 529 tô màu hồng. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 8. Mỗi bể có 5 con cá. Hỏi 7 bể có bao nhiêu con cá? Rồi các em hình dung như sau. Một bể có 5 con.
Một bể có 5 con. 2 bể, 3 bể, 4 bể, 5 bể, 6 bể, 7 bể. 7 bể tức là 5 con cá được lấy 7 lần. Chúng ta có phép tính là 5 x 7. 5 x 7 bằng bao nhiêu? Đến bây giờ còn em nào chưa biết cách nhẩm phép tính 5 x 7 không? Ở đây thầy giáo hướng dẫn lại cho các em nhớ nha. Bảng nhân 5 thì bắt đầu từ số 5. Bắt đầu từ số 5. Các em cứ cộng thêm 5. Bảng nhân 2 thì bắt đầu từ số 2. Ta cộng thêm 2. Bảng nhân 5 thì bắt đầu từ số 5. Các em cộng thêm 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3. 10 cộng thêm 5 bằng 15. 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. Được chưa? 5 x 7 bằng 35. Rồi như vậy là các em sẽ giải bài này như sau. 7 bể có số con cá là, mỗi bể có 5 con. 7 bể thì 5 con được lấy 7 lần. Ta có phép tính là 5 x 7 bằng 35 con. Rồi đáp số là 35 con cá. Được chưa? Tiếp theo em sang bài tập số 9. Biểu đồ sau đây biểu thị số học sinh một lớp 2 lựa chọn vật nuôi các bạn yêu thích nhất. Vật nuôi yêu thích nhất của chúng em. Mỗi mặt cười thể hiện là một học sinh. A. Game đếm. Có bao nhiêu học sinh thích mèo? Có bao nhiêu học sinh thích thỏ? Có bao nhiêu học sinh thích chó? Có bao nhiêu học sinh thích cá? Rồi trước hết là game bấm tạm dừng video. Game đếm nha. Rồi đầu tiên là game đếm xem là có bao nhiêu học sinh thích mèo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 học sinh thích mèo. Bao nhiêu học sinh thích chó? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. 12 học sinh thích chó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 học sinh thích thỏ. Bao nhiêu học sinh thích cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 học sinh thích cá. Được chưa? 9 học sinh thích mèo, 12 học sinh thích chó, 5 học sinh thích thỏ, 8 học sinh thích cá. Vậy các em điền vào chỗ chấm. Rồi như vậy là có 9 học sinh thích mèo, 5 học sinh thích thỏ, 12 học sinh thích chó và có 8 học sinh thích cá. Câu B, số học sinh thích mèo nhiều hơn số học sinh thích cá là bao nhiêu? Có 9 học sinh thích mèo, 8 học sinh thích cá. Vậy số học sinh thích mèo nhiều hơn số học sinh thích cá là 9 trừ 8 bằng 1 học sinh. Được chưa? Câu C,
Vật nuôi nào có số học sinh thích nhiều nhất? Ở đây 9 này, 5, 12 và 8. Thì 12 là số lớn nhất, đúng không? Như vậy là chó có số học sinh thích nhiều nhất. Các em trả lời là vật nuôi có số học sinh thích nhiều nhất là chó. Tiếp theo, các em sang bài tập số 10, các em điền số thích hợp vào chỗ chấm. 36 km cộng với 14 km bằng bao nhiêu? Các em viết vào chỗ chấm này. Trước hết là các em lấy giấy nháp ra, các em đặt tính và thực hiện phép tính. 36 cộng với 14. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. Như vậy là 50 km. Sau đó các em lấy 50 km, các em trừ tiếp đi 27 km. 50 trừ 27. 0 không trừ được 7, ta lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2. Như vậy là 50 trừ 27 bằng 23 km. Được chưa? Tiếp theo các em sang bài tập số 11. Viết về hình dạng đồ vật. Mẫu non nước ngọt có dạng khối trụ. Rồi các em quan sát hình ảnh non nước ngọt có dạng khối trụ. Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập trước nha. Rồi ở đây chúng ta có quả bóng chuyền này. Quả bóng chuyền có dạng khối cầu. Cuốn sổ có dạng khối hộp chữ nhật. Bánh sinh nhật có dạng khối trụ. Xúc xắc có dạng khối lập phương. Được chưa? Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.